Ok, hello, chào các bạn nha. Ok, chào mừng các bạn đến với channel Liên Đoàn Vlog của sang của châu Phi. Ok các bạn, ấy, các bạn cũng biết rồi, mình được trước ở Việt Nam ấy, sẽ có em Nhật là dẫn mình đi ăn rất là nhiều món kiểu Việt Nam nhá mọi người ạ. Thì em Nhật là sang Angola rồi, thì mình hôm nay dẫn để muốn vào để dẫn em Nhật là đi ra ngoài chợ có cái món gì để cho em Nhật là ăn thử nhá mọi người ạ. Thì bây giờ là mình sẽ vào để xem mà em Nhật là có làm gì không nhá mọi người ạ. Đấy, rất là nhiều món. Ở đây là không bằng Việt Nam, không giống Việt Nam đâu. Ok, bây giờ vào xem để có cái gì. Oh, man, water. Yeah. Chào các bạn, chào mọi người. Chào các bạn. Yeah, ok. À, ô, oh. Em, anh chào em. Hello anh. Oh. Anh chào em. À, chú, cháu. Bắt tay. Con của ai? Con nuôi của em. À thế à? Ok, xinh quá. Xinh không? Xinh. Ok, em và anh vào đây là để dẫn em đi ra ngoài chợ để xem có cái món gì là để anh dẫn cho em đi ăn nhá em, có được không? Ok, ok, đi dẫn đi xúc khoai ở ngoài chợ để xem có cái món gì, có cái món gì để em ăn nhá. Ok, thì khi anh ở Việt Nam em dẫn anh đi rất là nhiều món rồi, có hiểu không? Ok, ok. Nói tiếng Việt với mình xem là có nhiều không? Ok, thì có đi không? Đi luôn, bây giờ đi luôn. Đi luôn. Ok. Cầm mic đấy. Cho anh đi không? Đấy. Và ở đây có cái món gì là để giới thiệu cho em ấy, để thử ăn thử luôn ấy. Ok, okay. Đi. Không à? Không, đi. Cháu phải đi gì? Để xem có cái món gì ngon ngon nhất hơn Việt Nam nhá. Ê, đẹp quá. Ôi, xinh chưa? Xinh. Đấy, rất là xinh. Ok. Ôi, bye bye nha, con lên đi nha. Đi về chơi nha. Đi về chơi tiếp nha. Không đi ăn gì ăn. Ok, ok. Lắng đi. Ok, để cháu ở nhà nhá. Ok. Đấy, gần tôi rồi đó. Mẹ. À, đúng rồi. Thật. Ơ được thì em lừa anh gì? Kêu anh này con nuôi của em gì? Có đúng không? Ok, thì bây giờ đi. Thế ai đẹp ai xinh là con nuôi hết. À thế à? Đi bộ à? Đi bộ. Không, bắt xe ốm. Bắt xe ốm. Hay là bắt xe máy. Đấy. Bắt xe máy. Xe ôm với xe máy là như nhau mà. Như nhau. Đúng như nhau cả. Xe ôm với xe máy là như nhau. Đây, cái cắm kẽm à? Ok. Mic à? Chân nhiều nha. Ở đây là không nhiều. Nói chung là có mấy món em chưa ăn thử đâu. Thử, anh thử nói xem món gì? À, có thịt dê nấu với... thịt dê nướng, thịt dê nấu với phôi, lá sắn, có nhiều món. Thịt dê nấu với sô, sắn á? Thịt gà rán. Gà rán em ăn rồi. Xúc xích hay là? À, xúc xích chưa ăn. Chưa ăn à? Ừ, gà rán ăn rồi. Có nhiều món. Để kêu xe nhá. Ừ. Ok mọi người, đến chờ rồi. Là bây giờ lại trả tiền nha mọi người. Dạ. Yeah. Uma, duas, três motas, né? Três motas. 750 troco de 250 é 200 né 200 600 então troco de 400 aí tempo mãe né tempo não 200 troco de 400 aqui é 200 não é três montas sim falta 200 sim. Đấy, ông tin tiền mọi người ạ. Ok. Ô,
over here. They know that, so now I'm in Brazil. Ah, okay, okay. Yeah, that's a moeda. Yes. Tiền lệ. Ok, chân phủ. Bây giờ đi đi thẳng nhé bạn. Đi thẳng. Obrigado. Ok, obrigado, nhé bạn. Dạ. Đấy. Là đông người chuẩn bị Tết, chuẩn bị Noel rồi. Ừ. Ngày xưa em hồi nhỏ cùng đi chợ kiểu đi này. Là đúng rồi, ngày xưa chợ này là mỗi thầy đối đây. Ừ, ngày xưa ở Việt Nam cùng chợ như này. À đúng rồi. Ấy ừ. Nhờ phở đi bộ, phở đi bộ. À phở đi bộ phở đi bộ Việt Nam. Ừ. À, à đi qua vào đây. Ấy mà. Đây 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 đây. Dạ, đây. Yeah, đây. Phở đi bộ. Đi đi đi. Phở đi bộ. Dạ. Yeah. À phở đi bộ rất là người ta phân ra từng khu phải không? Đây là khu quần áo. Khu đây là khu khu quần áo đúng rồi. À. Khu quần áo sai. Đấy, cả giày cả quần áo. Giày dép các kiểu. Đúng rồi. Chanel nào? Nào. Thế này ở chỗ này bên này phía sau này là cái chợ răn bán đồ ăn đấy. Ừ. Dạ. Chợ bán đồ ăn. Ui nói nhanh đấy. Ai? Nói nhanh đấy. À hàng bán hôi hôi có cái này hôi hôi đấy vào mua đi. À, nói nhanh này. Dạ. Đúng người thật đấy. À, con xe sao, ok, bây giờ đi thẳng này. Dạ, dạ. Ê, đây là bánh rán. Bánh rán kiểu Angola, châu Phi đấy. Ăn đi, ăn thử đi. Yeah, ok. Mana? Hả? Đã xoay anh đã. Để xe nhá, để đủ xe nhá. Vamos provar ainda. Đây là cu li nhà. Dạ, cầm mặc vào đi này. Bolinho. Cái này là bolinho. Bolinho. À bolinho là bánh. Dạ, cắm như này đó. Làm sao? Dạ. À như dạ, này à? Bỏ tay ở trong bỏ. Mấy cái? Bốn cái à? Bốn cái. À. Đây là bánh châu Phi, bánh rán châu Phi. Esse aqui é salgado, né? À, é doce. Ngọt. À ngọt. Ok, em thử đi. À ăn luôn à? À. Anh trả tiền chưa? Không, trả rồi, lúc này trả rồi. Ok. Đẹp. Đấy, bây giờ ăn thử nha mọi người ạ. Chúc bà mà. À bánh này mặn. Hơi mặn. Không mặn. Mặn. Mặn á? Mặn. Không. Có mặn muối đó. không mặn như kiểu lâm vòi muối đúng không? Không bỏ đường đâu. À, không bỏ đường. Không bỏ đường, bỏ muối. Em biết ăn giống cái gì ở Việt Nam rồi. À thế à? Giống bánh mì rán. À. Bánh mì bình thường á mà rán lên á. À. Không khác gì luôn. À thế à? Ừ. Ok. Bây giờ đi cái khu vực này bán chắc đồ ăn thôi. À. Dạ. Đấy. À, em ơi, đến cái chợ bán khoai tây, rán khoai tây. Khoai tây rán. Đấy, đấy đây. Đâu? Đấy. À. Đâu khoai tây đâu? Đi. Mười. À nè đây. À đây. Mười rán. Em này là ngày nào cũng em sang hay là người tên này. Người tên này. Bên này hả? Người tên này. Em này ấy, ngày nào cũng rán bánh. Cái gì? Cũng răn khoai tái, khoai sục xít. À? Em này bạn hả? Hay em này? Hai em này à? Dạ dạ. Đang ít tuổi nhỉ? Đang ít tuổi. Ê, cái sục xít này, cái gì nhỉ? Ở Việt Nam có không? Sục xít tối. Tối thật. Tối thật. Ở bên này, châu Phi, Angola, cái gì cũng to cả. Cả ngô. Này. Khoai tây chiên. Ok anh, cảm ơn em, anh xin cảm ơn em. Để anh hỏi em này. Dạ. Bao mà nào? Ủa bây giờ số tên esa batata số. Đang ôi giời đắt. Dạ dạ. Nó tên ông bà đi vào mấy tên xin mà. Bà nó phải cầm sao? Dạ nào, bà phải cầm xin. Là tâm hồ lia được. Dạ. Ở đây tên ông bà đi nè. À, đang có, đang còn nhỏ, đang có, đang
có khoai trái nhá mọi người, chưa chiên đúng không? Chưa chiên. Ok, thì mua ít để em ăn thử nhá. Em thích ăn cái gì? Cái loại xúc xích nào? Thử ăn loại đấy xem. Dạ, loại. Ok. Để cho thử chín. Chưa chín. Xúc xích to nhỉ? To. Thật là ở Việt Nam không biết có cái loại này. Chắc là có nhưng mà em chưa ăn. À. Hay là chưa xem hay là chưa xem một lần nào hề. Ok, chưa biết, chưa xem. Đấy. Ok. Essa aqui batata e salsicha. Salsicha cada esse, né? Đấy. Một xúc xích. Dạ, yeah, ok. Coi chạy đó, cuidado, te vai queimar. Coi chạy. Tiếng Việt của mình không... Dạ. Yeah. Sim. Fala obrigado quando dá uma coisa. Fala obrigado. Sim. Sim. Không có gì là gì? Não tem problema. Không có problem, không có vấn đề, không vấn đề. Đúng rồi, đây là không có gì. Kiểu như kiểu mà người ta cảm ơn mình xong rồi mình bảo không có gì á. No thật problem, no phát mau. No phát hay là no phát mau. Ở bên này. No phát tu mau. No phát mau. No phát mau. Sim. No phát mau. Dạ dạ. Não é assim, né? É, tá. Đấy, biết đấy. Ok. Thì mana o que tá pronto já a salsicha também para arrumar soya aqui mesmo na batata. Não, pode meter aí também, tá bom. Yeah, agora tá aqui, vamos para coisa. Ai, anda só quatro aí. Yeah, yeah, anda. Sim, só quatro salsicha. Isso, tá aqui. Ok. Anda rồi. Ok, em thử đấy. Thử đấy. Mời mọi người ăn. Mời cả nhà ăn nha. Mời cả nhà ăn khoai tây cùng hai em nha. Hai anh em nha. Nóng à? Ăn ngon. Nóng. Khoai tây này ăn kiểu người ta tự trồng ấy. Không thuốc, không phân đạm các kiểu ấy. Không. Rất là kiểu tự nhiên. Khoai tây này thật mà không cần đạm, không cần cái gì. Phân đạm hay là ước để cho nó ra tốt không? Không. Cái khoai tây này thật là khoai tây ở quê luôn ấy. À, khoai tây ở quê luôn. Ở quê luôn. Khoai tây thật. Kiểu ăn là sẽ ngọt hơn là ở Việt Nam. Ngọt hơn. Như nhau mà. Ngọt hơn. Giống nhau mà. Em thấy ngọt hơn. À thế à? Ừ. Ok, thử ăn cái xúc xích đấy. Thử xúc xích đi. Nóng lắm. Nóng thật. Ăn nóng, ngon không? Ngon. Ngon. Ăn với khoai tây. Nhưng mà ok. Xúc xích này là làm từ thịt gà hay là thịt lợn hay là thịt bò? Chắc chắn xúc xích gà. Gà. Để hồi. Gà linh nhá. Dạ gà linh nhá. Mà nó, esse salsicha de galinha, xúc xích, thịt gà, chắc là mái có mái xay thịt. Cái này ăn mặn hơn ở Việt Nam, nhở? Ừ. Hôm anh ăn rồi còn gì nữa? Hôm em đưa anh đi chờ Việt Nam ăn rồi. Đúng rồi, cũng xúc xích Việt Nam mà ngàn to hơn, to hơn. Cái xúc xích này nó cắt ở phía trên đấy này. Các cháu cái hay là mọi người đúng một phía sau mình nhìn xem sao lại có người giặt thắng ấy. Lát nữa mình sẽ mua cái gì cho các em đấy. Ok. Hay là kiếm ở chỗ nào bán cái bánh mì ấy. Ok nhỉ. Nhưng mà sợ đóng quá, cả chờ vào. Mọi người ơi, cả chờ nhìn luôn mọi người ạ.
ở Việt Nam là hơi ngại đó đấy. Ở Việt Nam là ngại. Hơi ngại, đúng rồi, có anh như thế này đâu. Ở Việt Nam là ngại đấy, nhưng mà ở bên này thì bình thường bởi vì là người ta không biết mình là ai. Thật, ở Việt Nam thật là ngại, không đến đông người như này đâu. Không, cứ ở bên này thôi. Ok mọi người, tiền thường, hiện tại tiền thường ở bên này bán rất là nhiều đồ ăn, ăn bát. Vì gần Tết, vì hôm nay gần Tết rồi, mọi người không hay bán đồ ăn ở ngoài chợ nữa. Ok, thì gần Tết rồi em ạ. Đấy, em có thể nhiều người lắm, đông người ở chỗ này, đông người quá. Kiểu gần Tết phải là gần Noel rồi chứ. Không biết nhiều không... người đi sắm đồ phải không? Đúng rồi, nhiều người sắm đồ. Là không biết ở Việt Nam giống ở bên này, giống nhau. Vì gần Tết đông người, không hay bán đồ ăn bát. Đấy, không biết ở Việt Nam như nhau cả Angola hay là như thế nào em ạ? Anh không, muốn biết. Ở Việt Nam thì vẫn nhiều người đi nhưng mà người ta vẫn bán đồ ăn vặt. À thế à? Vẫn ok. Em okay. Thấy cái váy này xinh. Bao chân luôn à? Quanto? Đấy. Dos. Hả? Dos. Đôi? Hai nghìn. Hai nghìn. Em hiểu ơi. Đôi. Hiểu. Cái này là vừa không nhỉ? Vừa nhỉ? À, mua để cho ai? Layla thì đang nhỏ đúng không? Layla đang nhỏ là Lydia. Lydia đang... thì vừa. Vừa. Ồ, anh cảm ơn em. Anh xin cảm ơn em. Vậy là một bè cao hơn nữa. À, một bè cao hơn nữa là cái này à? Chilo. Hay cái này? Cái này luôn. Xinh nhỉ? Xinh. Ồ, anh xin cảm ơn em. Hả? Đôi hai nghìn rưỡi à? Anh rồi. À. Em thật là em hiểu thật, hiểu chân bò mà lấy dạ. Hai cái anh xin cảm ơn em đã đây là một cái nhỏ váy nhỏ nữa, nhưng mà ở đây không có, không có đâu, không có. Ấy mọi người không cầm là bao nhiêu nhỉ? Lúc này cả nổi với mọi người, lúc này mình nổi với mọi người mà đông cái gì, đông người cũng như là nhiều người, ai cùng một nhà cả, ai cùng một nhà cả. Đấy, cho nên là mọi người không cảm nhá. Ok, cái gì nhỉ? Xin lắm, anh xin cảm ơn em đã mua. À, được rồi, em mua một cái gì? Cái bê để đồ chơi đúng không? Búp bê, cái bê. Cái búp bê là để cho con, cũng như là mày bánh quý là chú mua đấy đủ rồi. Ok, là hôm nay em vào mua tiếp mấy cái tâm vai. Cái này là sắm đồ Tết. À, sắm đồ Tết. À, quần áo, bộ... à, quần áo Noel. Quần áo mặc Noel. À, ở ngoài chỗ. Bởi vì là Noel bên này rất là to, đúng không? Thật, đúng rồi. Ở ngoài chỗ cũng có, chắc là nhà hàng. Cửa hàng hay là nhà hàng ấy. Cửa hàng. Nhà hàng là đồ ăn. Đồ ăn, thật. Cửa hàng là bán những thứ mà không liên quan đến đồ ăn. Mới nghe thấy chưa? Lindo hay quên lắm. Nhưng mà cái gì không biết phải hỏi. Không biết phải hỏi. Đúng rồi, phải hỏi. Đi gà à? Không biết phải hỏi. Đi. Ok. Dạ. Ôi, người ta bán đồ ăn không... không... À đây, nhỏ đây. Ồ, có mày. Ôi, đúng luôn đấy. Nhưng mà không đẹp, đi tiếp. Bị, tìm cái bộ nào đẹp mà đẹp. Cái tâm bay này là cái thường thôi, bình thường thôi. Mặc đồ đẹp đẹp, bởi vì là Noel phải Tết thì phải mặc đồ đẹp. Thật. Đấy. Ở châu Phi như thế này thôi, như thế thôi. Ai cũng bán đồ ăn ở trên xe đũa. Đấy, đi mấy vòng, một vòng. Đấy. Ê, đi đường này đi. Okay. Đi rồi. Dạ dạ. Nhộn nhịp nhở. Trước để em đi thì lần trước em đi chợ rồi, nhưng mà nó không đông như này. Đúng rồi. Không nên đông. Vậy là mọi người nhìn thấy mình kiểu người Việt Nam ấy, xong rồi mọi người đi theo. Thật. Lạ. Lạ.
Chứ bình thường nếu như mà anh đi thì người ta có là không? Không không không, không không. Không có ai xin kéo ảnh đâu. Làm gì có ai xin kéo ảnh? Ở Việt Nam không có ai xin ảnh à? Không. Ui, thế á? Chán mà. Chán hay. Chán thật. Ok, mua xong cho con lên đồ rồi nha mọi người ơi, Layla. Ok. Ok. Lần đầu được em nhắc lẻ đi dần anh đi ăn ở nhà hàng Việt Nam rồi. À. Thì em nhắc lẻ không cầm cho anh đã nhá. Em không cầm cho anh lên đồ. À, em thông vì, cảm. Em không cảm cho anh lên đồ vì bên này không gần Tết không hay không nào đồ ăn ăn bát nhá nha em ạ. Dạ vâng vâng. Ok thì lần sau anh sẽ dàn em đi ăn nhà ăn nhà hàng ăn nhà hàng. Ok luôn. Cũng như là anh xin cảm ơn rất là anh cảm xin cảm ơn em đã mua mày quần áo để tặng cho hai con gái Lydia Layla và một okay. một bé to nữa à đúng rồi với em gái Silo. Em gái Silo. Anh vui anh vui lắm, anh vui quá là mà quên nói. Ok sẽ bây giờ okay, bác sẽ ôm về nhá. Ok bây giờ thôi, bye bye mọi người, để bác sẽ ôm về nhá. Ok mà. Ok, mọi người, bye bye. Chào các bạn. Chào các bạn.